Khoảng 2 giờ sáng ngày hôm nay mùng 6 tháng 9 tại căn nhà 4 tầng nằm trên đường số 7, phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ xảy ra hỏa hoạn bùng cháy dữ dội khi 8 người đang ở trong nhà. Với sự nỗ lực của người dân và lực lượng cứu hộ, 7 người đã được cứu thoát, một nạn nhân bị kẹt lại hiện trường nên đã tử vong. Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, người dân quanh khu vực phát hiện khói lửa bốc lên từ căn nhà nên đã hô hoán và ứng cứu. Do lửa bốc lên từ tầng trệt nên nhiều người trong nhà phải chạy lên sân thượng và mắc kẹt tại đây. Lực lượng phòng cháy chữa cháy quận 8 đã điều động hơn 100 chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy tới hiện trường để dập tắt đám cháy trong một thời gian ngắn. 7 người đã được giải cứu thành công. Tuy nhiên, sau đó thì lực lượng chức năng phát hiện một trường hợp mắc kẹt bên trong và tử vong là anh Nguyễn Văn Hiệp Anh, 29 tuổi, quê ở Đồng Tháp. Một nạn nhân bị bỏng nặng đang được cấp cứu, các nạn nhân còn lại chỉ bị thương nhẹ.